Rồi mình xin chào mọi người, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đi vào bài số 2. Unit 2, Personal Information là thông tin cá nhân. Thì phần đầu tiên mình sẽ học là Telephone Numbers là số điện thoại ha. Rồi, phần đọc đầu tiên là Telephone Directory. Directory là cái danh bạ điện thoại ha. Rồi, thì đây là tên và đây là số. Chủ yếu là mình nghe được cái số người ta đọc như thế nào ha. Ví dụ như là 8211800. Rồi, cái này thì mình dùng để luyện tập thôi. Qua đến phần bên này thì mình luyện tập với bạn và mình nói số điện thoại của những cái người này. Ví dụ như Đào Văn An là số bao nhiêu thì mình tìm bên này rồi mình nói thôi ha. Không có gì khó hết. Tiếp theo sang number 2, mình sẽ cùng nghe và viết số điện thoại nha mọi người nha. Unit 2, Personal Information. A, Telephone Numbers. 2. Listen and write the telephone numbers, page 21. A, 8251654. B, 8250514. C, 8521936. D, 8351793. E, 8237041. F, 8821652. Rồi, đơn giản mà nghĩ ha. Tiếp theo thì phần listen này mình sẽ cùng dịch sơ qua trước nha. Excuse me Hoa, xin lỗi Hoa. Thì excuse me này á có nghĩa là xin lỗi, nhưng mà mình không phải là người có lỗi mà mình làm phiền người ta thì mình dùng excuse me chứ mình không dùng là sorry mà nghe ha. Rồi nhớ cái cách đọc là excuse me, hai cái chữ sợ, excuse me. Xin lỗi Hoa. Yes Lan, có chuyện gì vậy Lan? What's your telephone number? Là số điện thoại của bạn là gì? 8262019. Rồi, thanks, I'll call you soon. Tôi sẽ nè, I will là tôi sẽ, call là gọi, you là bạn, soon là sớm, tôi sẽ sớm gọi cho bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ cùng nghe nè. Three, listen, page 21. Excuse me, what? What is it, Lan? What is your telephone number? 8262019. Thanks. I will call you sometime. Now ask your classmates and complete the list. Rồi, trong phần bài này người ta đọc hơi khác một chút xíu ha. Nhưng mà căn bản thì cũng là hỏi về thông tin và sẽ gọi điện. Rồi, còn cái phần này là mình hỏi người bạn của mình là về name, address và telephone number. Thì cái này dễ hỏi thôi ha. What's your name? What's your address? What's the telephone number? Và mình ghi vào đây là xong rồi. Phần tiếp theo nè là mình là nghe và đọc, sau đó trả lời câu hỏi ha. Hello, this is 8537471. Rồi, hello, is this Phong? Là có phải là Phong hay không? Yes, who's this? À, phải rồi, ai đó. It's me, Tâm. Là tớ đây, Tâm. Will you be free tomorrow evening? Là bạn có free là rảnh nè. Tomorrow là ngày mai, evening là tối. Tối mai bạn có rảnh không? Yes, I will. À, tớ có rảnh. Would you like to see a movie? See a movie là xem phim. Thì would you like là một cái cấu trúc về mời. Mời người khác làm gì đó ha, hoặc là ăn uống. Thì bạn có thích đi xem phim không? Sure, chắc rồi. What time will it start? Start là bắt đầu. What time là mấy giờ? Tức là nó sẽ bắt đầu lúc mấy giờ. It will start at 7 o'clock. Nó sẽ bắt đầu lúc 7 giờ nè. Let's meet at 6:45. Hãy cùng, let's là hãy cùng nè, meet là gặp nè, vào lúc 6:45. Where will we meet? Chúng ta sẽ gặp ở đâu? We'll meet in the front of the movie theater. Chúng ta sẽ gặp in front of là ở đằng trước. Movie theater là rạp chiếu phim. Sẽ gặp nhau ở trước rạp chiếu phim. Great, tuyệt. I will see you tomorrow. Tớ sẽ gặp bạn vào ngày mai. Don't be late. Đừng có trễ nha. Late là trễ. Và bây giờ mình cũng nghe cái hội thoại này ha.
4. Listen and read. Then answer the questions. Page 22. Hello. This is 8537471. Hello? Is this Feng? Yes. Who is this? It's me, Pam. Will you be free tomorrow evening? Yes, I will. Would you like to see a movie? Sure. What time will it start? It'll start at 7 o'clock. Let's meet at 6:45. Where will we meet? We'll meet in front of the movie theater. Great. I'll see you tomorrow. Don't be late. Rồi, xong phần này thì mình sẽ đi qua phần trả lời câu hỏi Who will meet tomorrow? Ngày mai thì ai sẽ gặp nhau? What will they do? Họ sẽ làm gì? What time will they meet? Là họ sẽ gặp lúc mấy giờ? Và where will they meet? Và họ sẽ gặp nhau ở đâu? Thì cái này thông tin trên bài tất cả đã có hết rồi mọi người ha. Rồi, tiếp theo bây giờ mình sẽ nghe và viết câu trả lời. Trước khi nghe thì mình sẽ xem yêu cầu người ta là gì. Telephone number, số điện thoại nè. They will see, họ sẽ xem hoặc xem. They will meet at, họ sẽ gặp nhau lúc mấy giờ đó. Và they will by là họ sẽ đi bằng phương tiện gì. Rồi bây giờ mình sẽ cùng nghe nha mọi người. Five. Listen, then write the answers, page 22. Hello, this is 8545545. Hello, is this Lan? Yes, who is calling, please? It's Lan. Do you want to see a movie? Sure. Where should we meet? At my house. How will we get there? We can take a bus. Okay, fine. Bye. Bye. Rồi, xong mọi người ha, rất là rõ. Tất cả những cái phần này mình sẽ để ở dưới phần mô tả. Mọi người cố gắng nghe ha. Xong rồi sau đó mình sẽ đối chiếu với phần mô tả. Tiếp theo là phần đọc và trả lời nè. Rồi, hello, this is 8674758. Hello, is that Lan? Có phải Lan không? No, this is her sister Hun. Đây là chị của cô ấy là Hun. Who's calling? Ai đang gọi đó? This is Phong. Đây là Phong. Can I speak to Lan? Em có thể nói chuyện với Lan được không? I'm sorry, xin lỗi. She's out at the moment. Cô ấy out ở bên ngoài, hiện tại là đang ở ngoài. Đi ra ngoài rồi á. When will she be back? Be back là trở lại. Khi nào? Cô ấy sẽ trở lại. She'll be back at about 6 o'clock. Cô ấy sẽ trở lại khoảng vào lúc 6 giờ. Alright, được rồi. Please tell her. Làm ơn nói với cô ấy. I'll call again after 6. Là em sẽ gọi điện lại sau 6 giờ. Okay, I will tell her goodbye. Okay, chị sẽ nói với cô ấy. Tạm biệt. Rồi, có phần câu hỏi nè. Who's calling? Ai đang gọi? Who's answering the phone? Ai đang trả lời cuộc điện thoại? Who are they talking about? Họ đang nói về ai? When will she be back? Khi nào cô ấy sẽ trở lại? When will Phong call her again? Khi nào Phong sẽ gọi điện lại cho cô ấy? Rồi. Tiếp theo, play with words. Will you come to my party? Bạn có sẽ đến bữa tiệc của tôi hay không? When will it be? Là khi nào? Thời gian của bữa tiệc là khi nào? At 5:30 là lúc 5:30. What will we eat? Chúng ta sẽ ăn gì? We will eat cakes and sweets. Chúng ta sẽ ăn bánh nè và kẹo nè. How long will it last? Last là kéo dài. Nó sẽ kéo dài bao lâu? Till 7 or half past. Hay đến 7 giờ hoặc là 7 rưỡi. Half past là nửa tiếng nữa. Where will we meet? Chúng ta sẽ gặp nhau ở đâu? We will meet in the street. Chúng ta gặp nhau ở trên đường ha. Rồi, remember nè. Cái future simple tense là thì tương lai đơn. Thì tương lai đơn, simple là thì đơn.
thì cái cấu trúc của nó là sẽ có chữ will cộng với động từ nguyên mẫu. Will ha, cộng với V0 là thì tương lai đơn, rất là đơn giản thôi. Thì mình thấy nè, cái cách dùng nè, will you be. Be này chính là động từ nguyên mẫu, tại vì free là tính từ nên người ta phải dùng động từ to be đằng trước nó. Thì là will you be free tomorrow. Free là rảnh, ngày mai bạn có sẽ rảnh không á? Yes, I will. Yes thì trả lời là I will. No thì I will not. Rồi, I will see you tomorrow. Tôi sẽ gặp bạn vào ngày mai nè. Will cộng với V0 là see là V0, V nguyên mẫu. We'll meet, chúng ta sẽ gặp ở đằng trước, gặp trước phim. Rồi, đối với dạng câu hỏi, đây là câu hỏi yes, no. Còn đây là dạng câu hỏi có từ để hỏi. Thì mình cũng dùng bình thường là từ để hỏi là when nè. Will mình đưa lên trước chủ ngữ là she nè. Rồi động từ vẫn nguyên mẫu là be nè. When will she be back, cô ấy sẽ trở lại lúc mấy giờ. Và she will be back, bình thường ha, she will be back vào lúc 6 giờ. Và đây là cách viết tắt của chữ will. Là xong ha. Rồi, sang my birthday là sinh nhật của tôi. Bây giờ mọi người sẽ cùng nghe cái bài này nè. Tức là cái phần này chủ yếu là mình học về cái phần số thứ tự của first, second, third nè. B, my birthday. 1. Listen and repeat. Page 25. Ordinal numbers. First, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth, eleventh, twelfth, thirteenth, fourteenth, fifteenth, sixteenth, seventeenth, eighteenth, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th, 30th, 31st. Rồi. Thì á, cái phần này á, nó khá là đơn giản ha. Từ first tới 10 là mình sẽ nhớ nè. Sau đó 11, 12, 13, 14 ha. Thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư cho đến thứ 30 và thứ 31. Và tiếp tục là 40 first là 41, tương tự như vậy. Thì cái ứng dụng của nó thì bây giờ mình sẽ nghe và mình viết cái ngày. Thì July là tháng 7, bây giờ mình sẽ nghe xem là họ đọc ngày mấy của tháng 7 mọi người ha. 2. The calendar. Listen and write the dates, page 25. The 1st of July. The 19th. The 6th. The 14th. The 17th. The 31st. Rồi, tiếp theo là mình sẽ viết các cái tháng in order from first to 12, theo thứ tự từ tháng 1 tới tháng 12. Mọi người nhớ cái phần tháng này không? Đầu tiên là January nè, February nè, March. Rồi, April nè, May, June, July, August. Tháng 9 là September. Rồi tới October, November và December là thứ tự của các tháng mọi người ha. Rồi tiếp theo tới cái phần này thì mình sẽ đọc sơ qua. Next please là tiếp theo nào. Good morning, good morning. What's your name? Phạm Thị Hoa. What's the date of birth? Date là ngày sinh. Day of birth là ngày sinh. Thì mọi người hay thấy người ta hay ghi cái chữ DOB này nè, tức là viết tắt của chữ day of birth ha, là ngày sinh. What's your June 8th, là ngày 8 tháng 6. I'll be 14 or my next birthday là em sẽ được 14 tuổi vào cái sinh nhật tới của em. What's your address là địa chỉ. Rồi, Troughton Hưng Đạo Street. I live with my uncle and aunt.
What's the telephone number? Số điện thoại. Rồi đây. Thank you, Hora. Do you like our school? Bạn có thích trường của chúng tôi không? Yes, it's very nice. Nó rất là tốt. But I'm very nervous. Nervous là lo lắng. I don't have any friends. Em không có any là bất kỳ, friend là người bạn nào cả. I won't be happy. Em sẽ không có vui vẻ được. Don't worry, đừng có lo. You have lots of new friends soon. Em sẽ sớm là có nhiều người bạn thôi. I'm sure, thầy chắc chắn. Rồi, bây giờ mình sẽ cùng nghe mọi người ha. 4. Listen, then practice with a partner. Page 26. Next, please. Good morning. Good morning. What's your name? Phạm Thị Hoa. What's your date of birth? June 8th. I will be 14 on my next birthday. What's your address? 12 Chen Heng Dao Street. I live with my uncle and aunt. What's your telephone number? 8-262-019. Thank you, Hua. Do you like our school? Yes, it's very nice, but I'm very nervous. I don't have any friends. I won't be happy. Don't worry. You will have lots of new friends soon, I'm sure. Rồi, bây giờ mình sẽ cùng trả lời câu hỏi nào. How old is Hoa now? Là bây giờ là Hoa bao nhiêu tuổi? Mọi người nhớ bây giờ nha. How old will she be on her next birthday? Là cô ấy sẽ bao nhiêu tuổi vào sinh nhật tới của cô ấy nè. When is her birthday? Là sinh nhật cô ấy khi nào? Who does Hoa live with? Hoa sống với, live with là sống với ai? Why is Hoa worried? Tại sao Hoa lo lắng? Rồi, mình trả lời những câu hỏi này, sau đó trả lời những câu hỏi về bản thân mình. How old will you be on your next birthday? Là mình sẽ được bao nhiêu tuổi vào sinh nhật tới? Who do you live with? Mình sống với ai? Và what's your address? Là địa chỉ của mình là gì? Rồi, bây giờ mình sẽ đọc cái bài hội thoại và sau đó họ hoàn thành cái form này. Là cái form đăng ký học sinh nè. Name là Phạm Thị Hoa. Day of birth, ngày sinh là bao nhiêu? Address là gì? Telephone number, số điện thoại ha. Cái phần này thì đơn giản rồi. Tiếp theo phần read và mình complete cái thiệp bên này. Mình dịch nè. Lan is 12, Lan 12 tuổi. She will be 13 on Sunday, May 25th. Cô ấy sẽ được 13 tuổi vào ngày Chủ nhật, 25 tháng 5. She will have a party for her birthday. Cô ấy sẽ có một bữa tiệc sinh nhật của cô ấy. She will invite. Cô ấy sẽ mời some một vài of her friends, người bạn của cô ấy. She lives at 24 Lý Thường Kiệt Street. Cô ấy sống ở số 24 đường Lý Thường Kiệt. The party will be at her home. Là cái bữa tiệc sẽ là ở nhà của cô ấy. It will start at 5 o'clock in the evening and finish at 9. Nó sẽ bắt đầu vào lúc 5 giờ tối và kết thúc vào lúc 9 giờ. Thì với những cái thông tin đó mình sẽ hoàn thành cái invitation card và cái thiệp mời bên này. Dear ai đó, I'm having a birthday party on. Tôi sẽ có một bữa tiệc sinh nhật vào ngày bao nhiêu? The party will be at my house at. Bữa tiệc sẽ ở nhà của tớ vào lúc bao nhiêu giờ? From mấy giờ to mấy giờ? À, bữa nhà tớ at là cái địa chỉ nhà nè mọi người. Và từ mấy giờ đến mấy giờ? I hope you come and try the fun. Tôi hy vọng bạn sẽ đến và tham gia vui vẻ. Love thì cái này là cái thông tin của người viết nè, còn cái này là người nhận nè mọi người ha. Rồi. Tiếp theo là think and write. Mình suy nghĩ và mình viết nè. Imagine you'll be a guest at Lan's birthday party. Imagine tưởng tượng rằng bạn sẽ là guest, là một cái vị khách ở cái bữa tiệc sinh nhật của Lan. Thì bây giờ mình sẽ trả lời những cái câu hỏi sau. What will you give Lan? Bạn sẽ tặng cho Lan cái gì? Give là đưa hoặc là tặng. How will you get to her home? Là bạn sẽ get to là đi đến nhà cô ấy. How là như thế nào? Tức là bằng phương tiện gì? What games will you play? Bạn sẽ chơi những trò chơi gì? What will you eat? Bạn sẽ ăn gì? Và what will you drink? Bạn sẽ uống gì? What time will you leave? Rời khỏi. Bạn sẽ rời khỏi vào lúc mấy giờ? Sẽ về lúc mấy giờ đó? Và now write an invitation to your birthday party. Và bây giờ mình sẽ viết một cái bức thiệp mời cho cái sinh nhật của bản thân mình. Rồi, play with words. Mình sẽ có cái phần này để ôn tập tháng rồi ha. 30 days have September. 30 ngày thì có tháng 9 nè. April tháng 4, June tháng 6 và November tháng 11. All the rest have 31. Tất cả những the rest là còn lại. Tất cả những cái tháng còn lại thì có 31 ngày. Except February, ngoại trừ tháng 2.
which has 28, cái tháng mà nó có 28 ngày. But every 4 years, nhưng mà cứ mỗi 4 năm, in the leap year appears, thì một năm nhuận xuất hiện á. With 29, với 29 ngày, thì cứ mỗi 4 năm thì sẽ có một cái năm là tháng 2 có 29 ngày. Rồi, remember. Ordinal numbers là cái số thứ tự mọi người ha. Days là ngày, months là tháng nè. Đây là thì tương lai đơn mình có học rồi nè. Chị ôn tập lại thôi. Và chữ won't này chính là bằng chữ will và nó viết tắt là won't. Rồi. Thì đó là tất cả những cái thông tin về cái bài số 2 này. Hy vọng rằng bài học sẽ hữu ích cho mọi người. Và nếu như có bất kỳ câu hỏi nào, mọi người cứ để ở comment phía bên dưới nha. Và mình xin chào mọi người.